Các bạn, thì đầu tiên các bạn đốt điếu hải lên thì cái lần đầu tiên các bạn đốt điếu hải ấy, thì nó sẽ mất thời gian hơn, tại vì cần phải hơ có than. Lần thứ hai nó có than rồi thì đốt nó sẽ nhanh hơn, và các bạn nên dùng cái bật lửa khò này thì đốt nó rất nhanh này. Còn các loại bật lửa thường ấy, thì các bạn ấy, phải đốt nhiều lần nhé. Ví dụ bật lửa thường các bạn chỉ đốt khoảng 5 giây 10 giây các bạn thì tắt đi, sau đó các bạn đốt lại không nó hỏng bật lửa. Còn cái bật lửa này nó chuyên dụng đốt rất nhanh, chỉ cần 2 đến 3 lần đốt như này các bạn thấy này là cái nó đã đỏ lên rồi. Sau đó các bạn dùng này, ví dụ những cái các bạn hơ chữa các bệnh ngoài da hoặc là hơ tìm sinh vật này, đầu tiên các bạn tìm một út, một áp út lên mặt da, sau đó các bạn để khoảng cách với mặt da khoảng 1-2 cm, các bạn di chuyển chậm từ 1-2 cm một giây, di chuyển chậm thế này. Đấy, di chuyển chậm này, đến chỗ nào hút nóng ấy, thì các bạn hơ tại chỗ đó 3 lần liên tiếp, hút nóng này, hơ nóng quá các bạn tì các ngón tay khác lên để tạt cái nóng ra ngoài, đẩy cái nóng vào bên trong. Sau đó tiếp tục hơ tại chỗ đó 3 lần liên tiếp. Hơ hết rồi các bạn lại di chuyển sang chỗ khác. Sau đó các bạn lại di chuyển sang chỗ khác này. Thì cái điếu ngải này công dụng của nó rất là nhiều các bạn ạ. Nó chữa các bệnh do hàn đó, rồi chữa các bệnh ngoài da, ví dụ như bị zona thần kinh này thì các bạn hơ thật nóng xung quanh cái vết zona đấy, sau đó hơ trực tiếp lên vết zona. Hơ thật nóng các bạn nhá, nóng dẫy không chịu được nữa thì mình mới nhấc ra. Thì cái vết zona này nó sẽ khô và nó sẽ bong ra. Hoặc là những cái vết thương mà bị chảy mủ, chảy nước vàng, hơ vào nó cũng sát trùng. Rồi ứng dụng cái điếu ngải này trong việc là chữa viêm nhiễm phụ khoa, rồi chữa ngứa, chữa nấm, rồi chữa hắc nào vân vân. Thì cái điếu ngải này dùng rất là nhiều. Các bạn lưu ý khi dùng điếu ngải thì tránh dùng cho người huyết áp cao, người đang sốt thì không được dùng điếu ngải các bạn nhé. Đó, thì sau khi hơ xong thì mình nên tránh gió, tránh nước một thời gian khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Thì hơ xong rồi các bạn hãy tắt điếu ngải, các bạn chỉ cần cắm vào trong cái ống hơ ngải này là tự nó tắt.